hỏa hoạn lớn ở Oklahoma, tính từ Oklahoma. Một vụ cháy lớn xảy ra ở Oklahoma từ hôm Chủ nhật, hiện đã khiến ít nhất là một người thiệt mạng, phá hủy một số ngôi nhà và khiến cho người dân phải di tản cấp tốc khỏi khu vực thị trấn Guthrie. Theo truyền thông tại địa phương cho biết, đã có một người đàn ông 56 tuổi bị thiệt mạng sau khi từ chối di tản khỏi nhà riêng. Hỏa hoạn đã bao phủ từ 3.000 đến 4.000 hectare đất vào cuối ngày hôm qua sau khi một nỗ lực kiểm soát sai lầm khiến cho ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn. Theo đài TV địa phương cho biết, gió thổi mạnh từ suốt đêm qua cũng là một nguyên nhân khiến cho hỏa hoạn lây lan. Theo giám đốc của Sở Cứu Hỏa Guthrie, ông Eric Hollow cho biết, vụ cháy này đã phá hủy ít nhất là 6 ngôi nhà, khiến cho một số người dân và nhân viên cứu hỏa bị ngạt khói và phải đi cấp cứu.